rồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối. Rồi, hôm nay là cuối tuần. Ủa, mà sao tóc của vị sư huynh đệ nó lại chống ngược lên thế này hả? Anh tưởng mỗi anh được xù chắc. Ok, ai cũng được quyền xù. Rồi, hôm nay cuối tuần thì mấy đứa định làm clip gì cho các bạn xem đây? Sinh tồn. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm bùa ốc. À, mình được làm một liễu này. Cái gì vậy? Em lại cụ Thái. Bọn mình đã có một ý tưởng làm clip sinh tồn ở trên đảo hoang rồi. Các bạn có muốn Tem Trẻ Trâu làm clip sinh tồn trên cái hòn đảo hoang này không? Thì các bạn comment ở phía dưới video nhá. Bật mí là cái đảo hoang này rất là đẹp luôn. Và có tôm hùm Alaska đấy. Vậy thì em bỏ clip ốc đi, đi luôn. Không, phải có clip ốc. Thì bây giờ bọn mình đã chuẩn bị được cái đồ gì để đi sinh tồn đâu. Trở lại với clip ngày hôm nay ấy, thì chúng mình sẽ tiếp tục làm clip nấu ăn, nấu nướng các bạn ạ. Tại vì là bọn mình đăng clip nấu nướng lên thì được rất là nhiều bạn thích xem. Mình cảm thấy là view nó đều đều hơn. Nói chung là cũng tương ứng với lượng người đăng ký trên kênh của bọn mình. Thì đây cũng là tháng cuối năm rồi. Các bạn hãy tích cực xem video cho bọn mình để ủng hộ cho mấy thanh niên Trẻ Trâu nhà nghèo này có tiền mua quần áo ăn Tết các bạn ạ. Đấy. Giá khét rồi nè. Đấy. Mày gì? Giá khét rồi. Ừ nè. Trời đất. Rồi, vẫn theo một cái công thức cũ, chia đội đi. Em mới cứu một đội. Thả thằng kia luôn đi. Ê. Thế bây giờ như nào? Không ai về đội của Thảo Đen à? Vâng. Vậy quyết định hôm nay mình sẽ ra tay. Mình sẽ về đội Thảo Đen các bạn ạ. Hai thằng tóc dựng tóc xù làm một đội. Ôi Thanh hả? Thì ai là người chấm điểm? Tí nữa sẽ có một người chấm điểm bí mật. Rồi, vậy thì ở cái clip này ấy, chúng ta sẽ có 3 đội. Và hôm nay chúng ta sẽ đi chế biến các món liên quan đến ốc các bạn ạ. Ốc rổ, ốc gai và ốc móng tay. Bây giờ là quản tù xì nhận ốc thôi. Sau khi nhận ốc xong thì mấy đứa sẽ tự nghĩ món mà mình sẽ chế biến với cái loại ốc đó. Rồi. Rồi, bây giờ đội con gái chọn cái ốc gì đây? Bây giờ chọn ốc gai. Ốc gai. Nhưng mà ốc gai ốc gì mày? Ốc gai là ốc ta cũng không biết, ta thấy tên nó hay ta chọn thôi. Rồi, Thảo Xu. Rồi. Anh em mình làm ốc gì đây? Móng tay đi anh. Móng tay? Vâng. Em có biết con móng tay nó như thế nào? Cũng bằng ngón tay thôi anh ạ. Ờ đúng rồi, nó gần giống như ngón tay ấy. Bây giờ còn mới ốc rổ thì bọn em chọn ốc rổ, nó tưởng cái gì nữa anh đây. Bọn mình đã mua đủ 3 loại ốc đây rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cầm đi chế biến. Con này là cái con quái gì vậy ở Tùng Điện? Con ốc này là con ốc nón. Nó nhìn giống cái nón thì gọi là ốc nón. Bọn mình mua ốc rổ thì con này nó lẫn vào các bạn ạ. Bọn mình rửa ốc nhá. Ốc của bọn mình phải cọ ra sạch để cho nó đẹp. Lần này nhất định phải được giải nhất. Ừ, Khanh ơi, cái này bẩn này kệ nó đi. Mày điên à? Cái này là thịt của nó đấy. Kệ đi đi, ăn vỏ ạ. Đây chính là con ốc móng tay. Thả tóc xù biết chưa? Ôi, con này nhìn nó hay thế nhỉ. Ui ôi. Búng búng nó đau. Bây giờ phải cho lên bếp xào luôn. Anh thấy, nhưng mà con này định làm món gì nhỉ? Con này chúng ta mang đi xào tỏi ớt đi. Cái này nó chưa được sạch. Ô, vừa rửa rồi mà anh. Cái con móng tay này nếu mà rửa nước không thì nó rất là sạn các bạn ạ. Ở trong này nó toàn là sỏi rồi. Cho một ít muối, sau đó cắt hai quả ớt vào đây để cho nó ra hết sạn đi. Ngâm giòn nước, nhanh lên. Bây giờ mình sẽ cắt ớt. Mình đảo vào ngâm 30 phút các bạn ạ. Bước đầu tiên của mình là mang ốc đi luộc để cho ốc chín đã. Đã băm xong hành, bây giờ mình cho dầu vào và chờ dầu nóng và cho hành lên thôi. Mình quên mất chưa giới thiệu với các bạn, món của bọn mình hôm nay là món ốc nướng mỡ hành. Thái dừa nhỏ ra nhé các bạn nhá. Ôi, đấy mua dao cùn quá, còn bị méo nữa chứ. Dầu đã nóng ra, bây giờ mình sẽ cho hành và hành lên để làm mỡ hành. Ít dầu quá mẹ ơi, cái này phải chế thêm dầu nữa rồi. Ôi, yeah, mình làm được hết nước dừa các bạn ạ.
Bây giờ không có nước để xào mấy ốc rồi, cho ngoặt ốc rồi. Vậy là mình đã có bát mỡ hành thơm nừng. Bây giờ mình sẽ thái xả các bạn nhé. Ôi, mày đi đâu biết rồi? Thôi đại bỉa quá, vô đi. Để mình thái xả cho các bạn à, chứ để thằng cún thái thì chắc không được cộng nào đâu. Đây đi. Hai cây của mày được bế bằng này. Mày ra ngoài kia mày chuẩn bị cháo đi. Ok. Được rồi. Được rồi. Thôi mày. Thôi được rồi, được rồi. Thôi. Thôi. Thái xả ra xong, bây giờ mình sẽ thái ớt. Siêu cay các bạn nhá. Tiếp đến là thái lá chanh. Ok, bọn mình đã luộc chín rồi, bây giờ bọn mình sẽ mang đi nướng. Bây giờ bọn mình sẽ cho mỡ hành vào ốc gai. Ốc gai là ốc gì hả Khanh? Cho nhiều hành lên, ăn nhiều hành mới ngon. Ok, cho nhiều lên. Nhìn hấp dẫn thế này mà không được giải nhất thì hơi ví các bạn ạ. Mà quên mất ốc gì ấy Khanh nhỉ? Ốc gai. Tiếp thêm mỡ hành các bạn, cho nó ăn nhiều béo lên. Và mình nướng khoảng 5 phút là bắt ra các bạn nha. Tông, cho một ít xả vào trước chỗ thơm. Ok. Được, đổ ốc vào. Dưa. Chanh xả ớt. Không có mì chính đâu. Nhanh lên, nó thấy rồi. Đấy, rồi, rồi. Nhanh lên. Đổ hết rồi nhỉ? Đổ hết vào đây rồi. Toàn rồi các bạn ơi, chỉ sợ mặn thôi. Không sao đâu, tao vẫn thấy thơm lắm. Cún cái con gì à, cún ơi? Đâu? Cái gì à? Đâu nhỉ? Đâu gì đâu? Ừ. Men gì ấy? Đâu? Ủa cái con gì kìa cún ơi? À, con gì à? Ừ. Đâu, đâu? 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 Trang trí một tí ớt vào cho nó đẹp. Wow. Ốc chín rồi, bây giờ bọn mình sẽ gấp ra. Món của bọn mình đã xong rồi. Các bạn thấy thế nào? Cười như con thần kinh ấy. Mà ốc này ốc gì Khanh? Tiếp theo là bước gì anh Thái? Bước tiếp theo gạn cái nước ở đi chứ còn làm gì nữa gạn. Ok. Ấy. Trời đất ơi. Chín rồi cún ạ, bắt ra thôi. Tao biết chín rồi mà, sao mày phải ăn làm gì? Tao nhìn thấy con này nó rơi đấy ngứa mắt quá. Thảo ơi, mang chảo ra đây Thảo ơi. Ok. Đây. Trời ơi, lấy cái chảo to, chảo này làm sao vừa. Ok, ốc xào xả ớt của bọn mình đã xong. Bây giờ cầm đi cho người đặc biệt chấm điểm thôi. Yeah. Tiếp theo làm gì anh Thái? Tiếp theo chúng ta sẽ đập dập tỏi ra. Tiếp theo làm gì nữa anh Thái? Tiếp theo là thái ớt bỏ vào. Tiếp đến làm gì anh Thái? Tiếp đến là bắc chảo lên đây và cho dầu vào. Thôi được rồi. Tiếp đến làm gì anh Thái? Tiếp đến là... làm gì nhỉ? Cho ớt vào. Không. Ừ, đợi dầu nóng và cho tỏi ớt vào. Để phi lên. Khoái như. Ok. Tiếp theo làm gì anh Thái? Một thìa muối. Bỏ từng ớt vào. Cho mắm vào. Ok. Thôi rồi rồi. Cho đường vào. Ok. Rồi, đun hỗn hợp lên các bạn nha. Ok, cho vào Thảo Điên. Ok, cho móng tay Dương Thái. Chả cho móng tay, cho cái gì? Điều nó có chín không ta? Chín. A few moments later. Chín rồi Thảo ơi. Oh. Vào lấy cho anh cái đĩa để đựng, nhanh lên. Vâng.
cái đĩa to nhìn giống cái bãi gì nhỉ? Wow. Ok bạn ơi, vậy là cái buổi nấu ăn đã gần kết thúc rồi. Bước cuối cùng là chấm điểm. Mình với Thảo Đen là một đội cho nên là mình không được phép chấm điểm nữa rồi. Ok các bạn ơi, và hôm nay mình lại mời một ban giám khảo khó tính đến Hằng Lũ đến chấm điểm. Nào. Đấy, mời ban giám khảo ngồi. Bây giờ ban giám khảo ăn món nào trước được? Món của em trước đi. Rồi, giới thiệu trước. Món của em tên là món ốc gì đúng? Ốc, gì ốc xào xả ớt siêu cay. Ốc xào xả ớt siêu cay. Rồi, ăn. Ốc phải ngon á. Ban giám khảo đang ăn dừa mà, sao lại bảo ngon ốc? Thế con ốc này bây giờ lấy tay để khêu à? Trừ một điểm. Yeah. Đây, mình biết hôm nay được mời đến đi ăn ốc nên mình đã chuẩn bị sẵn một cái gai rồi. Đấy, đây, con ốc này rất là to. Ốc nhạt, chưa cay, nên là 7 điểm. Chấm điểm quá khắt khe các bạn ạ. Nên món của em đó là ốc. Ốc gì khai? Ốc gai nướng mỡ hành. Ốc gai nướng mỡ hành. Nghe hấp dẫn đây. Chọn con to nhất ăn. Món này cũng không có gai luôn đúng không? Vâng. Trừ tiếp một điểm nữa. Ui dồi ôi. Ăn con bé thôi. To thăm hả? Món này không khều được. Đó rắn mà chi. Đây, quá đơn giản. Ngon. Món này 9 điểm đó mà. Yeah. Cuối cùng đến cái món mà không cần phải khều. Món này là móng tay xào ớt tỏi. Móng tay ớt tỏi. Cay. Món này 8 điểm. Yeah. Ok, vậy là đã có kết quả rồi các bạn ạ. Thời phần chấm điểm của ban giám khảo đã hết. Mời ban giám khảo đi về. Ôi, đi ra. 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 Ôi, đi ra.